Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em có khai trương cơ sở mới. Em giảm cho các bác từ 50%, 30 đến 50% tất cả các sản phẩm ở bên này. Thì đầu tiên đó chính là đơn Boss 601 Series 3. Con này là hàng Trung Quốc. Hiện tại em đang bán cho các bác là 1 triệu 500 nghìn đồng so với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Ok, tiếp theo đó chính là đôi loa 3G Audio. À, 3G Audio. Con này bán cho các bác 1 triệu. DK đăng kính KH12. Hàng cực khủng. Wow. Hàng này chơi sự kiện thoải mái luôn. Tiếp England. Design in England. Con bát này cực kỳ gấu rồi. Đời cao nhất của DK KH12 rồi. Giá 6 triệu 500 nghìn đồng. DK kinh KH12 nó nhé. Và tiếp theo đó chính là đôi DMX. Mang mã hiệu D10 25 mã. Con này sử dụng côn 76 từ 190. Con này là dòng bạo lực cỡ nhé. Các bác nào thích dòng bạo lực thì các bác lấy con này. Con này nó sẽ tiếng cực kỳ hay luôn. DMX thì tiếng nó cực kỳ sáng. Các bác hát ok thì rất là lịnh tiếng. Con DMX này giá 6 triệu 500 nghìn đồng. Ok chưa? Và tiếp theo đó chính là đôi JBL JZX112M. Con này được hàng của Made in Mexico. Đấy. Made in Mexico. Và em cũng bán cho các bác với mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng mà con này thì thực sự các bác tiếng nó không hay bằng con DMX này. Và cũng không thể hay bằng con DK. Đấy. Con DMX ở đây thì hay nhất. Xong rồi đến con DK. Xong rồi đến con JBL. Các bác nhé. Đó. Đây thì em dành riêng cho các bác ở trên kênh YouTube. Còn Facebook thì em sẽ live stream. Em xin chào các bác. Các bác YouTube đăng ký kênh và like giúp em đi ạ. Chào các bác ạ.